cho các bạn đến với chương trình Bạn Có Thật Tài. Rất vui gặp lại quý vị. Ngày hôm nay sẽ là một ngày rất là vui, và đôi khi cũng là những giây phút cũng rất buồn quý vị. Bởi vì trải qua 14 tuần với Bạn Có Thực Tài, tất cả mọi người đã giống như những người thân quen trong cái gia đình Bạn Có Thực Tài rồi. Ngày hôm nay tôi chắc chắn rằng mỗi người sẽ cảm giác khác nhau. Bởi vì với 14 tuần họ có những rung động về trái tim, có những lúc căng thẳng, có những lúc cãi nhau. Và bây giờ có lẽ chúng ta sẽ nghe những cảm giác đó thưa quý vị. Đầu tiên chúng ta cho một tràng pháo tay chào đón 50 vị khán giả khó tính. Đó là ban giám khảo rất là khó. Và tiếp theo là ban giám khảo chuyên môn giới thiệu nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, đạo diễn Lê Hoàng, diễn viên Cát Tường, danh hài Minh Nhí, ca sĩ Phương Thanh. Bây giờ tôi sẽ hỏi một chút xíu về cái cảm giác. Thiếu một người. Quyền Linh. Anh Minh nhắc mới nhớ rồi quên giới thiệu tôi. Bây giờ ta sẽ hỏi một chút xíu cảm giác của anh Minh Nhí. Trải qua 14 tuần có thể nói là gala này xong, thêm một gala nữa là có thể chúng ta sẽ tạm chia tay với chương trình. Anh cảm giác thế nào? Buồn. Buồn vì phải chia tay với lại chương trình, và chia tay với tất cả các bạn đồng nghiệp, chia tay với tất cả quý vị khán giả đã theo dõi thường xuyên chương trình Bạn Có Thực Tài. Không sao anh, tiếp tục Bạn Có Thực Tài sẽ trở lại với khán giả một thời gian sớm nhất. Anh có giận gì Lê Hoàng, có buồn gì Lê Hoàng cứ nói luôn. Không, không dám nói. Ha, không có. Thưa quý vị khán giả, là có một cái số mà Minh Nhí với anh Lê Hoàng tranh luận với nhau về số điểm cho bạn vô địch. Nhưng mà khán giả cứ gọi điện cho Minh Nhí hỏi là rồi hai người có giận nhau không, sau đó có thù nhau không hay gì, thì nói không. Ngay đúng cái buổi chiều đó là anh Lê Hoàng đi với Minh Nhí, hai anh em đi chung một chiếc xe về nhà. Mà Minh Nhí chặt tiền. Anh Lê Hoàng muốn nói gì với anh Minh Nhí không? Không. Không có gì với anh. Chờ bao giờ Minh Nhí thi chặt chém. Ca sĩ Vương Thanh nói là người cũng rất là nhiệt tình với chương trình. Cảm giác thế nào? Hụt thẫn. Tại vì mỗi tuần được cười, được quậy thoải mái, quen rồi. Bây giờ tự nhiên cái hết cái buồn. Mong là chương trình làm nữa để quậy nữa. Cảm ơn anh Thảo. Có lẽ bây giờ thì xin mời ban giám khảo chuyên môn cùng khán giả truyền hình, chúng ta sẽ nhìn là những chặng đường, những vui buồn, những tiết mục xuất sắc, những cái ấn tượng khó quên với những cái đội thi trải qua 14 tuần. Qua hơn 14 tuần thi đấu, Bạn Có Thực Tài đã thực sự trở thành một món ăn tinh thần quen thuộc và hấp dẫn vào mỗi buổi tối thứ hai hàng tuần với khán giả xem truyền hình. Lần đầu tiên, sự thành bại của một tiết mục trên sân khấu không chỉ được quyết định chỉ bởi một, mà có tới hai ban giám khảo có quyền lực cùng đối đầu và quyết định. Đó chính là ban giám khảo chuyên môn. Và 50 khán giả khó tính. Nhưng chắc chắn, đó chưa phải là tất cả để đem lại sự thành công và sức hút của Bạn Có Thực Tài. Tính chất nghệ thuật ở đây là phải mang tính giải trí thật là cao, làm sao đem tới cho khán giả một cái sự thoải mái, thư giãn. Chương trình này, ưu điểm lớn nhất của nó là sự hồn nhiên, vui vẻ và nó đại chúng. Con mấy tuổi? Dạ 4 tuổi. Học lớp mấy? Dạ con học lớp trời. À, chú Linh tưởng đâu con học lớp 2 là chứ. Tí em vốn năm đề kỳ vừa. Ban giám khảo là một cái sự hài hước rất là vui, và là Phương Thanh cũng muốn đầu tình mình được cười thoải mái. Anh sẽ trừ điểm em vì cái điểm không thực tế. Đúng rồi. Thứ nhất, Lê Hoàng không phúc hậu. Thứ hai, Lê Hoàng cười không đẹp. Thứ ba là Lê Hoàng không đẹp trai. Tôi thấy cái này là vẽ xăng đinh gun vậy chứ. Cái gì? Trời ơi trời, gian quá, dạng miệng quá, xanh không khung. Đa dạng, sinh động, thú vị, đặc sắc, độc đáo và hoàn toàn mới lạ trong cách thể hiện. Từ những người xây dựng chương trình đến các thí sinh tham gia chương trình đã đem lại một sự khác biệt cho chương trình trong mặt bằng chung các chương trình truyền hình hiện nay.
Phải nói là khi mà Quỳ Linh nhìn lại thì cũng rất là vui và cũng có một chút chạnh lòng, bởi vì chỉ còn một vài chương trình nữa thôi, gala tới nữa thôi là chúng ta phải tạm chia tay chương trình. Nhưng mà hy vọng rằng chương trình sẽ trở lại thật sớm với khán giả truyền hình, bởi vì đây là một chương trình cũng gắn liền với khán giả và rất là nhiều người yêu thích, thưa quý vị. Rất là nhiều đội còn muốn tham gia nữa, phải nói là hồ sơ đăng ký hiện nay lên rất là nhiều. Cảm ơn tất cả những tình cảm của quý vị đã dành cho chương trình Bạn Có Thực Tài. Còn bây giờ có lẽ đến giây phút chúng ta sẽ đến một gala đặc biệt. Đó là gala những đội xuất sắc nhất được quý khán giả yêu thích. Và những đội đó là đội nào? Xin mời quý vị xem đoạn video clip sau đây. Tôi cũng thích. Khi đến với cuộc thi ngày hôm nay thì tôi xin công bố luật chơi như sau. Ở cuộc thi này, nếu như đội nào chiến thắng có số điểm cao nhất thì đội đó sẽ nhận giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng cùng với bằng khen của chương trình. Với thể lệ chấm điểm như sau, ban giám khảo chuyên môn vẫn nhận xét và đưa ra số điểm. Nhưng đặc biệt, ở lần này, 50 giám khảo khó tính, họ sẽ đưa ra cái sự bình chọn. Nếu như sự bình chọn của ban giám khảo khó tính từ 80% trở lên, các bạn sẽ nhận thêm 3 điểm nữa. Tham gia gala ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với ba thể loại. Đầu tiên là sẽ là nhóm nhảy, thứ hai là thể loại là biểu diễn ảo thuật và biệt tài, thể loại thứ ba là ca nhạc. Để xem thể loại nào sẽ lên ngôi trong ngày hôm nay, chúng ta chờ xem. Một tràng pháo tay nữa dành cho ba đội. Còn bây giờ ta sẽ bắt đầu với nhóm đầu tiên. Nhóm đó sẽ là nhóm nào đây, thưa quý vị? Chúng ta sẽ bốc thăm. Xin mời đại diện ba nhóm. Như vậy Paloma là nhóm thi đầu tiên, kế đến là một con nông và cuối cùng là Trần Được. Và ngay bây giờ các bạn sẵn sàng chưa? Gala đầu tiên của Bạn Có Thực Tài bắt đầu. Bạn có thực tài. Tất cả chi quan.
mừng các bạn. Một phần biểu diễn rất là ấn tượng. Ấn tượng nhất là lúc mà bạn đưa cái hình rất là đẹp trai và tập thể hình của Lê Hoàng. Anh Hoàng đâu có được vậy đâu, làm gì mà cơ bắp dữ vậy. Hơn nhiều. Cho chị xin tấm ảnh nó về treo trên đầu giường nha. Đâu Lê Hoàng nhưng mà cái mình là Phạm Văn Mách. Bạn nào có thể đại diện trả lời cái nội dung cái bài múa là gì mà các bạn đưa hình anh Lê Hoàng vào? Trả lời sao cho hay đó, chứ thôi chừng điểm nó không có hay đâu bạn nha. Có một thắc mắc được đặt ra đây là tại sao tụi em lại chọn tấm hình của anh Lê Hoàng? Là vì em nghĩ ba bốn vị giám khảo cố định của chương trình thì có hai anh giám khảo là nam. Nhưng mà vì anh Minh Nhí đã là diễn viên hài thì em nghĩ cái yếu tố mà bất ngờ sẽ là cái yếu tố gây nên tiếng cười. Nên là em chọn anh Lê Hoàng hơi khó tính chút xíu để gắn dần thân hình của Phạm Văn Mách. Thì như vậy thì quý vị đã thấy là chúng ta đã tạo ra được một hiệu ứng hài hước trong tiết mục của chúng em ạ. Bây giờ thì xin mời ban giám khảo chuyên môn. Các bạn đã tham gia tuần đầu đúng không? Rồi sau đó các bạn lại tiếp tục. Và được sự góp ý của tất cả mọi người thì các bạn ngày hôm nay các bạn lại tiếp tục nữa. Các bạn không có nản chí. Và thật sự mà theo bản thân tôi thì tôi thấy là so với hai lần của những tuần trước á mà các bạn tham gia thì hôm nay các bạn rất là xuất sắc. Thứ nhất là các bạn sinh động. Thứ hai là các bạn rất đều. Thứ ba là các bạn có nhiều cái thay đổi trong cái bài múa của mình, nhiều cái yếu tố bất ngờ và thay đổi, và trong đó tôi cũng rất là thích anh Lê Hoàng lai Phạm Văn Mách. Và ý kiến Lê Hoàng thế nào? Yến Lê Hoàng à, thì thật ra là vui sống động, nhưng mà nói thật là các bạn không được điêu luyện lắm. Đó, nhìn nó có vẻ thấy chưa? Nó có vẫn có một cái gì nó có kiểu như là nó sao nhỉ, nó là nó cao hơn múa phong trào nhưng mà nó hơi thấp hơn múa chuyên nghiệp một chút. Chủ đề các bạn á, khi mà các bạn múa bài này là các bạn muốn nói về cái vấn đề gì? Tụi em muốn cosplay đội tuyển U19 Việt Nam để cổ động đi đá banh của nước nhà. Xin giới thiệu bốn bạn nam đại diện cho đội tuyển U19 Việt Nam. Em xin giới thiệu là bạn số 7 là bạn Hồng Duy của U19, số 8 là bạn Tuấn Anh, số 9 là bạn Văn Toàn và số 10 là bạn Công Phượng. Rắc rối thế đó. Nếu mà em nói vậy thì như chị không có coi đá banh thì chị đâu có hiểu gì đâu. À, nhưng mà tại vì là đá banh là một cái môn thể thao rất là nhiều người xem, rất là môn thể thao vua, cho nên là khi mà tiết mục này lên sóng thì là có rất nhiều fan bóng đá sẽ xem được và em nghĩ là họ sẽ thích. Đá banh cũng được, sao mà đưa cái hình này lên chi, chọc cười cho vui vậy thôi hả? Hình Lê Hoàng là để chọc cười vui thôi hả? Dạ, tại vì Lê Hoàng là thần tượng của bạn đó cho nên là thực ra đây là cái tiết mục mà nó mở màn rất là nóng. Rất là nóng và các bạn có những cái động tác cũng như là những cái dí dỏm á, trong cái điệu nhạc cũng có, trong cái biểu cảm cũng có. Nói chung tiết mục này là tôi thích, nhưng mà tại vì tôi chưa hiểu là cái chủ đề các bạn muốn đặt cụ thể là cái gì. Giờ hiểu rồi, cổ đòn. Cảm ơn bạn Thảo rất nhiều. Mã có thịt tay. Thổ dân. Alo, em à, nhớ anh không? Nhớ à. Come ti fa capire chi ti va bene? Come ti viene in capo di I love you? Papà l'americano.
trifling. Tôi cũng xem nhảy múa nhiều mà chưa thấy nhảy múa nào lạ vậy chứ. Cóc ổi mới ghê mới đầy trên sân khấu chứ. Rồi, chúc mừng bầu cậu anh. Cảm nhận của nghệ sĩ nhân dân như thế nào với tiết mục vừa rồi? So với sân khấu Phú Nhuận thì ra sao? Thấy hình như chị coi xong chị có thở dài không ta? Chị thở ra, chị thở ra. Không, không phải thở ra mà nói chung là một cái... Tức là cái cảm nhận của tôi là cái nhóm của các bạn quá là dễ thương đi. Để các bạn có thể lột tả được cái kỹ năng của mình á, thì các bạn nghĩ ra cái vụ máy tính á, để mà có thể được nhiều hình ảnh cho các bạn có thể mà biểu tỏ cái kỹ năng của mình. Cái luminer ở trên người á, để cho ánh sáng buổi tối nó hắt lên á, thì các bạn rất là sáng tạo mà thấy vui vẻ lắm. Nhưng mà có điều á, tự nhiên tụi em tạo đồ khó, tụi em chỉ bung bung ra hồi nhảy rồi rủ té rồi. Đó, lắm được rồi. Tạo đồ khó cho mình rồi làm nó trên sân khấu tùm lum. Chuối rồi thì cái không, thực ra cái đó là cái ngây thơ mà cái non nớt đâm ra tự nhiên nó là một cái nét lạ của các bạn. Tại vì tả là cái trò chơi mà chém vậy nè, chém ở trong cái iPad đó phải không? Đó. Nói chứ hồi nãy may mà không té, chứ nãy thấy là rất nhiều trái cây là thấy là thế nào cũng có người té. Có mấy cái trái cây mà tụi em cho khoảng 3-4 trái thôi, tiêm bằng nhựa thơm xoài rồi đó thì thảy lên hoặc trái dưa hấu rồi đó thảy lên cái dao chém thì người ta biết là các bạn sẽ làm theo trò chơi chọn lọc lại tí nó tùm lum quá nó cũng tôi thấy nó hơi loạn nó bị loạn tham ý tưởng hơi loạn. Chưa bao giờ có nhóm múa nào mà nghĩ ra đem cóc ổi mới ghim thiệt lên sân khấu được á. Một lần nữa chúc mừng bồ câu anh, chúng ta chờ đợi sẽ nhận được số điểm từ ban giám khảo chuyên môn cũng như số điểm từ khán giả giám khảo. Xin mời Trần Được. Cháy nắng vai cong nhấp nhô buông đôi chân ông đạp qua bao phố phường giọt mồ hôi rơi cho con lớn khôn bữa cơm no chiếc áo mới đến trường đứa con nào đâu thèm nghĩ xuôi ngày qua chỉ trách cha cơ hàn nó luôn mong ước như chúng bạn và cha của nó không là ông. Thời gian cứ thế vô tình lướt qua, đứa con này lại làm cha như bao người. Chợt trong ký ức bóng người cha già gánh cho con bao năm tháng nhọc nhằn. Giáng cha giờ này đã quá xa, còn chẳng là ký ức nhạt nhòa. Nỗi đau từng đêm rồi xéo con, chỉ mong được tha. Chỉ mong được thứ tha một lần. Giáng cha giờ đây đã khuất xa, còn chẳng là ký ức nhạt nhòa. Ước mong một ngày trời nắng hồng tuổi thơ về với con người cha. Chúc mừng phần biểu diễn của Trần Được, Nguyễn Trần Được, một cái tên cũng nghe cũng rất là bình dị ha. Và tôi còn nhớ rằng hình như là bạn làm bánh đúng không? Bạn làm bánh bánh đi bán đó. Cái này là niềm đam mê thôi. Và cái khát khao của bạn là được múa. Và ngoài cái việc làm bánh ra thì bạn nỗ lực để tập hàng ngày. Chúng ta vừa đến với một cái phần biểu diễn phải nói là rất là cảm động với hình ảnh đó. Tôi nghĩ rằng là khán giả cũng cảm nhận được. Và bây giờ có lẽ rằng bạn sẽ nghe nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn. Bạn làm cho tôi xúc động lắm. Và tôi sợ không biết hôm nay bạn có làm cái gì mới không? Có cái gì mới không? Hay là có những cái động tác múa như đơn giản giống như là lần vừa rồi nhưng mà không có?
bây giờ bạn thể hiện thì tôi thấy đúng là nếu bạn tự học, bạn tự luyện mà cái kỹ năng múa của bạn như vậy là quá giỏi. Thật ra thì nếu mà nói về những cái động tác á thì chị không có bất ngờ, tại vì bài mà múa thiền cái đợt trước của em cũng rất là xuất sắc rồi. Đâm ra những cái động tác thì nó cũng chỉ là bao nhiêu đó động tác thôi. Nhưng cái chính chị đánh giá rất cao em hôm nay là chị khi em biểu diễn thì chị nghĩ rằng giống như chị đang coi một cái trích đoạn kịch. Thường thường người ta đi coi kịch, coi phim thì người ta mới có thể mình khóc thì khán giả người ta khóc. Nhưng đây chị cảm thấy lần đầu tiên mà chị xem múa, một tiết mục múa mà lấy được nước mắt của chị. Tức là cái cảm xúc của em đặt ở trong cái bài múa của em nó rất là rõ nét, rất là mạnh. Và chị đánh giá cao ở cái tinh thần của em. Tôi không biết tôi có coi có hiểu sai không? Một đứa con mà có lỗi với cha, đúng không? Đơn xin một lần tha lỗi đó, những cái cảm xúc, những cái bức xúc, những cái hối hận đó và em tải được. Và cái bài múa của em nó lại có một cái nội dung rất là rõ ràng, coi là hiểu liền. Và em kết hợp giữa màn hình với lại cái múa của em thì tôi thấy là nó không còn gì để chê nữa. À không còn gì để chê là bản thân tôi nói nha. Có Lê Hoàng có. À, bản thân tôi nói là không, không còn gì nhớ để chê. Nếu không lầm là đợt vừa rồi tiết mục của em anh Lê Hoàng cho 10 điểm. Tôi không có chê đâu. Anh Lê Hoàng rất là thích. Bây giờ hôm nay sao? Em có xem cái phim Billy Elliot đâu? Biết cái phim đó không? Trời ơi. Về mở mạng xem liền nhá. Billy Elliot, cái phim nó nói về cái cậu bé mà nhảy múa, cái phim của anh nó được giải Oscar, nó hay lắm. Và cái cậu bé cũng bé bằng tuổi như của em, nghĩa là nó nói về một cái đứa bé mà tự nhiên có cái năng khiếu múa, rồi phấn đấu như thế nào đó để từ một đường phố mà lên đến sân khấu lớn. Cái phim nó tuyệt và tôi tin chắc là em xem phim đó em khóc từ đầu đến cuối nhưng mà coi. Chúng ta vừa đến phần biểu diễn của ba đội, còn bây giờ có lẽ giờ phút rất là quan trọng nhìn được cho ba đội ngày hôm nay. Đây là ba đội rất là xuất sắc, đã chút xíu nữa vô địch tuần rồi quý vị. Hôm nay họ gặp lại nhau và tiếp tục một cuộc thi đấu quyết liệt nữa để xem đội nào sẽ có số điểm cao nhất để nhận giá trị giải thưởng 10 triệu đồng và bằng khen của chương trình Bạn Có Thực Tài. Đầu tiên chúng ta sẽ đến phần cho điểm từ ban giám khảo khán giả. Đội Paloma ở giữa bắt đầu. Để xem cột xanh như thế nào, cột đỏ như thế nào. Năm mươi sáu phần trăm khán giả thích, ban giám khảo khán giả thích. Rất tiếc các bạn không được cộng 3 điểm. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Bắt đầu. Cát Tường 9, Minh Nhĩ 9, Phương Thanh 9, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân 9 và Lê Hoàng là 8. Bây giờ sẽ là số điểm của nhóm Bồ Câu Anh. Bắt đầu. Phần trăm khán giả không thích và 58% ban giám khảo khán giả yêu thích. Và bây giờ sẽ là số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Bắt đầu. Phương Thanh 9, Minh Nhĩ 9, Cát Tường 9, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân 9 và Lê Hoàng 8. Còn bây giờ sẽ là số điểm của ban giám khảo khán giả dành cho Nguyễn Trân Được. Bắt đầu. Khán giả, bạn nói gì với những giọt nước mắt? Dạ, em cảm ơn các vị khán giả. Có thể là Nguyễn Trần Được rất là xúc động, cảm nhận giây phút hạnh phúc này. Khán giả đã yêu thích bạn. Và chắc chắn rằng đó là những cái động lực rất lớn. Đó là cái món quà, đó là niềm tin để giúp bạn có thêm nhiều sức mạnh nữa, để biến những khát vọng, những ước mơ bạn trở thành hiện thực.
chúc mừng bạn Nguyễn Trần Được. Bạn cộng thêm được 3 điểm. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Bắt đầu. Các tường 10, Minh Nhí 10, Phương Thanh 10, nghệ sĩ Trần Hồng Vân 10 và Lê Hoàng 9. Chúc mừng. Thưa quý vị các bạn, như vậy là số điểm đã có. Số điểm dành cho ba đội nhóm Paloma 44, nhóm Bồ Công Anh 44 và Nguyễn Trần Được là 52. Bạn sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng cùng với bằng khen của bạn có thực tài. Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ chúng ta sẽ đến với thể loại thứ hai, đó là biệt tài và ảo thuật. Cảm nhận thế nào khi lần thứ hai đứng trên sân khấu bạn có bị thực tài? Vâng ạ, lời đầu tiên cho gia đình Bảo Cường xin gửi đến cả nhà một lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay nhóm gia đình của Bảo Cường đến với chương trình gala của thực tài. Sở trường của Bảo Cường là diễn nguy hiểm. Hôm nay Bảo Cường quyết định cũng là một cái tiết mục nguy hiểm, nhưng nó có nội dung, nó có hình thể và màu sắc. Nó tạo nên một cái gọi là có giải trí gửi đến cho quý vị các bạn, để cho quý vị các bạn bớt sợ. Còn bây giờ chúng ta sẽ cử đại diện đã bốc thăm xem đội nào thi trước, đội nào thi sau. Anh Sơn sẽ là người thi trước, sau đó đến Hoa Mẫu Đơn, Bảo Cường thứ ba và cuối cùng là anh Hoàng. Cần chưa đến 2 phút diễn ra trên sân khấu rất là hấp dẫn, nhưng cũng rất là sợ. Vâng, rất là sợ những cái tiết mục như thế này, nhưng mà cái sợ bao nhiêu thì cái sự khâm phục mấy anh nó càng nhiều lên bấy nhiêu. Tại vì bây giờ vẫn còn thấy đau cái cuốn họng nè. Các bạn, bạn có đau không? Bạn có đau không? Vậy hả? Trời ơi, nói chung là tại vì cái này là nó không có thuộc chuyên môn của mình. Mình chỉ biết nói một cái lời, một cảm nhận của một khán giả xem thì rất là khâm phục các anh. Anh Lê Hoàng lúc nào cũng cười chứ á. Sợ quá, sợ quá đành phải cười để che để che giấu sự bối rối. Bối rối. Có lẽ cái sự khâm phục và cái sự cũng bối rối lo lắng của ban giám khảo chuyên môn cũng thể hiện rất là rõ ràng. Và tôi nghĩ rằng khán giả xem truyền hình cũng đừng bao giờ luyện tập theo như vậy quý vị nhé. Rất là nguy hiểm. Cảm ơn nhóm Kim Tuấn rất là nhiều. Một tràng pháo tay. Chúng ta sẽ đến với tiết mục tiếp theo. Mà
Em sợ, bởi vì là chỉ cần trượt một cái mà mỏng mảnh thế này, trời ơi trời, nguy hiểm quá. Tại vì khi xoay á, xoay là cái tốc độ nó, đúng rồi, cái tốc độ xoay á, lúc mà kẹp cái chân lên trên cổ mà xoay á, thấy nó hay mà thấy lo quá. Lo thiệt, mà giờ vô tới cái dây này cũng lo nữa, tự nhiên mình phải giao cái số phận mình cho cái cọng dây nó cũng lo nữa. Cái gì cũng lo. Xíu mà. Thực sự quý vị khán giả biết không, các bạn này ở cái... bên trường Hoa Mẫu Đơn này á, là các bạn có thực tài thiệt đó. Là bởi vì sao, có một lần á, là tôi đã đến cái trường để làm cái chương trình mà tổ chức sinh nhật cho các bạn á. Thì trên một cái sân thượng, nó không có được cái sàn như thế này đâu, cái sân thượng mà cái gạch xi măng á, mà các bạn cũng biểu diễn cái tiết mục này, bạn gái này nè với bạn nhỏ là coi như bằng tay như vậy thôi. Và khi mà tôi đến tận nơi, tôi thấy rằng là cái ý chí của các bạn này rất là khủng khiếp. Những cái mạnh thường quân á, họ đưa giáo viên về dạy cho các bạn này, và các bạn rèn luyện bằng cái ý chí của mình, và trong một cái điều kiện mà hoàn toàn không có một cái gì hết á. Và những cái gì mà các bạn đem về là của chung tất cả những cái em sống chung một cái trường đó, tự các em cưu mang nhau, các em nuôi nhau vậy đó, hỗ trợ cho cô hiệu trưởng. Ủa, các con đi biểu diễn như vậy á, biểu diễn trên sân khấu á, nó cao như vậy, rồi có những sân khấu nó cao, nó trên vơ, nó chơi vơ như vậy. Thật sự là chú Linh lo lắm các con. Nói gì nói, chúng ta biểu diễn biết rằng nghệ thuật rồi, biết rằng xiếc cũng có con tập luyện rồi. Nhưng mà cái sự nguy hiểm nó đến bất cứ lúc nào, chúng ta không thể nào biết trước điều gì hết. Con có cách nào đó, có một cái gì bảo hiểm là như thế nào không con? Muốn bảo hiểm cũng không được nữa chú. Tại vì khi mình qua như vậy mà lỡ khi mình té, cái người bảo hiểm đâu biết trước là mình té được, mình té ở vị trí nào, cho nên là cũng nguy hiểm cho cái người bảo hiểm nữa. Chú nhớ là có người té rồi đúng không? Dạ có rồi ạ. Đâu, ai té rồi đâu? Dạ tất cả luôn. Bởi vì hồi nãy con quay rất là nhanh, nếu mà nó có trục trặc cái gì đó thì cái sự nguy hiểm nó cực kỳ lớn luôn. Và thôi, chú cũng không biết nói gì hết trơn á. Nó giảm bớt cái sự nguy hiểm nó càng tốt. Mà nếu mà có bảo hiểm, kệ nó, cái người bảo hiểm dù sao nó cũng có cái gì, nó cũng nhẹ hơn cái người biểu diễn. Nói vậy thôi chứ. Nặng hơn hả? Đỡ nên nó cũng... Chú đi theo cái bảo hiểm cho. Một tràng pháo tay để dành cho nhóm Hoa Mẫu Đơn. Tiên ơi! Tiên ơi! Con đâu rồi Tiên ơi? Tại sao nhà ngươi bắt cóc con ta? Nghe nói Bảo Cường có tài, ta muốn đánh đấu với nhà ngươi. Được. Nhà ngươi ở đó mà xem. Thank you.
có chuyện dễ thương. Ba là siêu nhân. Ba là siêu nhân. Sư phụ. À, Cương Cương, hai cháu là ngoài đời là con em luôn hả? Dạ, đây là cháu trai, đây là cháu gái, đều là con của Bảo Cương à. Ba là siêu nhân. Mốt cũng đừng có trói, ha. Đừng có trói, nói gì thôi chứ gì, bắt gì thôi. Đừng có trói em bé đem ra diễn nha. Bạn kết hợp giữa cái kịch với lại cái biểu diễn biệt tài của bạn á, nó dễ thương. Nó thú vị. Tôi thích nhất là cuối cùng là chạy. hai thằng bắt cóc bị thua đó, chạy đó. Nhưng mà hơi có lỗi phải không? Cái mình hơi bị nghiêng đúng không? Chà, cái đó là em cố tình em làm vậy, bởi vì cái tiết mục này em đã từng đã bị thương một lần và từng đã nằm bệnh viện mổ một lần. Coi như cái mạng của Bảo Cường xít chết về cái môn đó. Cho nên Bảo Cường cố tình làm như thế để nâng cái tầm nguy hiểm lên. Hết hồn. Cho cả nhà, cho khán giả để chúng ta rút kinh nghiệm không nên thử dưới mọi hình thức. Đúng rồi. Vậy là khán giả của ban giám khảo cũng đã cảm nhận được những cái lo lắng, những cái khó của bạn nguy hiểm rồi. Vấn đề chúng ta chờ chút xíu sẽ biết kết quả. Cảm ơn nhóm Bảo Cường. Cảm ơn các con nha. Để chứng minh rằng là mình có khả năng ngoại cảm thật sự, mình xin mời anh Lê Hoàng lên kiểm chứng cho mình. Đây là một miếng giấy tập bình thường. Bây giờ anh Lê Hoàng hãy viết tên mà người anh Lê Hoàng yêu thương nhất vào giữa trái tim này. Rồi xong. Anh Lê Hoàng gấp lại. Gấp. Rồi. Đưa cho em. Đây. Vì khán giả nhìn kỹ nha. Bây giờ anh Lê Hoàng hãy lấy cái bông hồng này quẹt trên tờ giấy này chìm xuống hết. Mình không nhìn luôn, để cho tính trung thực nó cao, mình không thèm nhìn luôn. Quẹt trên chìm xuống. Biểu cảm tốt quá, biểu cảm tốt quá. Rồi bây giờ anh Lê Hoàng đưa cho mình ngửi cái bông hồng đây. Giờ thì anh Lê Hoàng hãy nói tên mà người anh Lê Hoàng vừa viết đi. Nói thật lòng nha. Nói. Nói hả? Minh Nhí. Xin chào tay là tôi đây. Mày quá không nói cắt tường. Đúng mà khi Minh Nhí thật. Tại vì nhờ tiết mục của anh Hòa mà cái chương trình này xong là cái mối hiềm kích giữa hai người này được sáng tỏ. Hoặc là anh Lê Hoàng rất là yêu anh Minh Nhí. Hồi nãy nói là nó là viết tên người yêu thương nhất là anh đó. Người yêu thương nhất của Lê Hoàng. Đính chánh 1001 lần là Minh Nhí với anh Lê Hoàng là hoàn toàn không có hiềm khích gì hết. Không cần đính chánh, bây giờ hiểu rồi, người ta hiểu rồi. Nghĩa là lúc nào trong tâm trí của Lê Hoàng cũng có Minh Nhí. Đó. Một trăm pháo tay dành cho ông Cộng Hòa. Đầu tiên sẽ là nhóm Kim Tuấn bắt đầu. Bảy mươi phần trăm khán giả thích. Bây giờ sẽ là số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Chúc mừng nhóm Kim Tuấn. Tiếp theo là nhóm Hoa Mẫu Đơn. Xin mời 50 vị khán giả. Một trăm phần trăm khán giả yêu thích. Chúc mừng các con. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Cát Tường 9,5, Minh Nhí 9,5, Phương Thanh 9,5,
nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân 9,5 và Lê Hoàng là 8,5. Tiếp theo đó là nhóm Bảo Cường, 50 vị khán giả, bắt đầu. Chúc mừng nhóm Bảo Cường, các anh đã có 80% khán giả yêu thích, có nghĩa là nhóm Bảo Cường cộng thêm được 3 điểm. Và bây giờ sẽ là số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Bắt đầu. Phương Thanh 9,5, Minh Nhí 9, Cát Tường 9, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân 9,5 và Lê Hoàng là 9. Nhóm cuối cùng, chúng ta sẽ biết được chủ nhân của giải thưởng 10 triệu đồng và bằng khen của ban tổ chức. Số điểm dành cho ảo thuật gia Tâm Linh. Bắt đầu. Ảo thuật Ôn Cẩm Hòa được 60% khán giả yêu thích và 40% khán giả cũng phải nói thích nhưng mà cũng chưa thích lắm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Phương Thanh 9, Minh Nhí 9,5, Cát Tường 9, nghệ sĩ dân Hồng Vân 9, Lê Hoàng 9. Số điểm 4 đội như sau. Đội nào sẽ có điểm số điểm cao nhất để nhận giải thưởng trong ngày hôm nay? Võ sư Kim Tuấn 44,5, nhóm Bảo Cường 49, Ôn Cẩm Hòa 45,5 và nhóm Hoa Mẫu Đơn là 49,5. Nhóm Hoa Mẫu Đơn hơn nhóm Bảo Cường 0,5. Và như vậy, phần thưởng 10 triệu đồng và bằng khen của bạn có thực tài thuộc về nhóm Hoa Mẫu Đơn, thể loại biệt tài. Còn bây giờ thì Quỳnh Linh xin mời quý vị và các bạn ta đến với thể loại thứ 3 trong ngày hôm nay, đó là ca nhạc. Một ngày khi viết đến, xanh bước đi cùng tôi. Một đôi vàng gánh trên, vai lưng gồng gồ rơi. Ba lô nặng không, và sáng ta đang mang. Những chỗ vội. Phải nghe rõ, oh, nghe hay là được rồi. Con ơi, với con ơi, mau lên gánh có đôi nhà to. Nghệ thuật giải trí thì miễn cứ làm cho người ta sướng, người ta cười thế là được. Bản chất mình thoải mái, ai muốn chửi chửi, ai muốn nói gì nói, miễn sao lên sân khấu tôi hát tôi vui là được rồi. Và tụi em có cái điều đó, chị cũng có cái điều đó. Một tràng pháo tay nữa để chào nhóm B-Ben, Bật Ben và Leon Ben. Mời đại diện ba đội sẽ bốc thăm xem đội nào thi trước và đội nào thi sau. Đội B-Ben sẽ là đội thi trước, sau đó Leon Ben và cuối cùng là Bật Ben. Chúc mừng các ba đội. Bạn có thật con vịt sẽ hai cái cánh. Nó kêu rằng cắp 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 cắp. Gặp hồ nước nó bị bà bị bấm lúc lên bờ với cái cánh cho cô. Có một con vịt mang tên là vịt con. Một ngày khi vịt đến xanh bước đi cùng tôi. Con đang ấm giữa hồ bơi, con đang hát lời công việc cô đơn bấy lâu. Anh nhớ những ngày mà mình thường bên cạnh anh. Thần đem vịt mây khác như thế này. Thần đem vịt mây những lúc ta vừa đi chơi. Thật đẹp biết mấy khi hai đứa đi bơi. Tình cờ em đã đến, rồi ngỏ muốn ánh sáng cho trái tim anh đang ngủ yên. Lòng mây đưa lối dẫn bước anh trên con đường mới. Biết không biết ơi, từng ngày anh mong nhớ em. Và rồi anh sẽ đưa em đến nơi bầu trời để con anh ngắm yêu em cho đến mai sau trọn đời. Xa là yêu nhớ chính là lời yêu anh trao. Mình sẽ đến cuối chân trời. Lời yêu đó xin quên thay.
ra hai cái cánh, nó kêu rằng rằng anh yêu em, ấy ồ ồ ấy ồ, yêu em yêu như trên trời, ấy ồ ồ ấy ồ, mà chỉ mình em thôi, ấy ồ ồ ấy ồ, trong trái tim. Một con vịt xè ra hai cái cánh, nó kêu rằng rằng. Cũng kinh dị. Bởi vì cái bài của ông ta con vịt dễ thương ghê, cái đem chế thành một cái bài rất là nhộn nhịp, rất là nổi loạn. Không cần con vịt thì năm bà cũng rất là lộn xộn. Vẫn có những cái hiệu ứng tạo cho khán giả một sự thoải mái, thích thú với tiết mục. Đó là những gì Phương Thanh thấy được. Trong cái tiết mục này thì tôi thích nhất đoạn kết của các bạn. Mà từ đầu đến cuối tôi thích cái bạn mà làm trống á, trống miệng á. Nếu mà nói về cái bố cục bài của các bạn á, thì có một số lời tôi nghe không được rõ lắm. Cho nên rằng á, là để mà liên đới thành một cái nội dung á, để nó ăn với cái dàn dựng á, tôi chưa có hiểu lắm. Nhưng mà cái hiệu ứng mà làm cho người ta bất ngờ á, thì các bạn làm được. Làm được nhất là cái kết á, cái kết dễ thương. Các bạn làm sinh động, phối hợp rất là ăn ý với nhau. Nhưng mà đến ngày hôm nay các bạn vẫn bị một khuyết điểm là hát không rõ. Hát không rõ. Đối với tất cả các band và ca sĩ là tôi ngộ lắm. Nếu hát không rõ là tôi cảm thấy nó mất cái gì đó. Tôi tức lắm, tôi nghe mà không rõ là tôi. Cảm ơn phần nhận xét từ ban giám khảo. Chúc mừng B-Band. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với đội thứ hai. Bạn có thật sai. Một đôi con gái trên vai đứng cộng khổ xuôi ngược đội mưa ấm nắng thân côi nơi hè phố. Một đôi con gái trên vai không còn sâu sâu sạch giấc mơ nhà cao sông hôm giờ đây thường là mơ gánh sau đôi đồng mộng xanh và tươi tình sao công người ngày chăm lo có khi mưa về khu vườn bao la nhà mai lá lên thượng cao sáng nay không còn vòng anh nữa ôi nên vui ta đến rồi nắng mưa vời còn đâu nữa đôi hàng rào sau bao năm bên nhau như người thơ một đôi vàng gánh trên vai hôn cầu khổ xây ngựa đôi mưa ôm nắng nắng thương cơ người hè phố một đôi vàng gánh trên vai không còn giàu dâu dài cũng giấc mơ nhà cao sâu hơn chờ đợi là mơ. Chúc mừng các bạn, những chàng nông dân nổi dậy ha. Tôi cũng hiểu là cái modern bây giờ, cái mode bây giờ là hát không nghe rõ hay là sao á. Không, cái này rõ mà. Không phải có rõ nhưng mà cũng có những cái chỗ mà Nó phải luyến. Luyến nhưng mà mất cái chữ của người ta. Trời ơi, khổ quá. Người ta luyến, mình muốn nghe rõ, mình phải luyến ngồi, phải luyến. Lê Hoàng cũng nghe rõ mà, nghe. Đúng không? Không, phải Lê Hoàng không nghe rõ, bảo đảm luôn á. Anh nói gì với Minh Nhí đi, Lê Hoàng. Rõ, cái luyến, nói không chung phải, là luyến đó. Cái chữ anh, cái phát chữ, phát một số đoạn. Chứ không phải là cái luyến thì ai mà biết. Nhưng mà cái ao nó vậy đó hả? Ao đột ngột quá, chị là Hồng Vân. Là chơi gây sốc người nghe nè. Tỉnh lại hết rồi hả? Không, nhưng mà chính cái đột ngột đấy nó cũng chứng tỏ là một cái là thật ra là đang hay. Bởi vì các bạn thì biên tập lại còn có 2 phút nó hơi bị khó. Nhưng mà mình đang say nó cắt một cái như thế. Không, thật sự cái ao đó ngoài sân khấu là làm cho người khác bị hết hồn hết rồi hả? Phải vỗ tay. Có nhiều cách ao khác nhau. Có thể ao bằng nhạc, có thể ao nếu mà solo giọng tốt thì người ta sẽ ao nghiêng về giọng hát. Đường nào cũng có thể lấy được tràng pháo tay hoặc là lấy được cảm xúc của mọi người. Cái trang phục thì tôi chưa hiểu. Nếu như là tôi á, thì tôi sẽ để cho cái bạn đánh trống này nè mặc đồ có phong cách giống bạn luôn.
giống như một cái ban nhạc đường phố á, là nói về một cái người nông dân bán rau, tôi nói ví dụ vậy để tô một mình bạn kia lên thôi thì nó sẽ dễ chịu hơn, tại vì tự nhiên có một mình bạn thấy tự nhiên nó bị mình không hiểu là ý đồ các bạn muốn cái gì. Tại tại vì ông ở giữa cao quá, cái hai ông bên lùng quá thì tới mặt hai bộ ba là vừa. Nhưng mà không phải vậy, nó làm giảm đi cái đặc sắc của tiết mục của mình. Tại vì đúng là như anh Hoàng nói, bạn kia hát rất là hay. Hát rất là hay, nhưng mà anh Nhí nói cũng đúng, có một số chỗ không nghe một được. Một số chỗ. Giống như bây giờ tôi chỉ nghe được một đôi quan gái rồi xong rồi sau đó tôi không biết là gì nữa. Rồi sau tôi mới nghe rồi. Tiếp. Mà có thật sai. Hành trình đồ đầy nặng gánh trên vai, ta lao cho tương lai ngày mai thật dài. Mình còn lòng vòng giữa đám đông vui, ôi thôi cho tôi về nhà. Hành trình đồ đầy nặng gánh trên vai, ta lao cho tương lai ngày mai thật dài. Mình còn lòng vòng giữa đám đông vui, ôi thôi cho tôi về. Tôi rất là vui. Tôi vui cái gì biết không? Bạn á, bạn tôi nhớ rõ luôn, bạn có cái phong cách rất là riêng, cũng giống như có một cái band mà có cái bạn Hà con gái mà cái phong cách cũng rất là độc đáo, và bạn cũng là một người có phong cách riêng của mình. Cái ở cái lần kỳ trước á, tôi có nói là bạn đọc rap mà tôi không có nghe. Rồi mọi người cứ nói là vậy phải không nghe thì nhưng mà miễn hay là được, là các chị Cát Tường nói. Ví dụ, nhưng lần này bạn hát rất là rõ và nghe rất chuẩn và rất là hay. Không, thật sự không phải là đọc không nghe là không hay đâu. Hôm nay rất hay, bài hát các bạn tự sáng tác, các bạn phối rất là theo cảm nhận của tôi thấy là nó vừa phải, nó không có lộn xộn, và một cái sự phối với nhau rất là hòa quyện. Và cái bài hát là tôi rất là thích. Thường là những cái bài hát mới, những sáng tác mới nó khó được người ta cảm nhận được liền. Tại thứ nhất là người ta chưa có nghe thẩm thấu được cái lời à, cho nên khi mà tụi em giới thiệu là một cái sáng tác mới toanh là chị hơi lo à, nhưng mà thật sự là khi hát là cảm thấy là có một chút gì đó nó hơi giận giận da gà. Nó rất là cái lời, mà cái lời nó rất là mộc mạc, cũng rất là bình dị. Vấn đề là các bạn hát cũng rõ mà đọc rap cũng rõ luôn. Quý vị vừa theo dõi phần trình diễn của B-Band, Bird-Band và Leon Band. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ ban giám khảo, khán giả cũng như ban giám khảo chuyên môn dành cho ba đội. Có một con vịt mang tên là vịt con. Đời mưa ông nắng nắng thương tôi, người hè phố. Ba lô nặng không và sáng ta đang mang. Đầu tiên sẽ là đội B-Band đứng ở giữa. Tiếp theo sẽ là số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Bắt đầu. Cát Tường 9 điểm, Minh Nhí 9, Phương Thành 9, Hồng Vân 8,5 và Lê Hoàng 8. Đó là số điểm dành cho nhóm B-Band. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ ban giám khảo, khán giả dành cho nhóm Leon Band. Bắt đầu.
Lion Man có 30% khán giả chưa thích và 70% khán giả thích. Và bây giờ sẽ là số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Phương Thành 9,5, Minh Nhí 9,5, Cát Tường 9, Hồng Vân 9, Lê Hoàng 9. Cuối cùng sẽ là Bạch Ben. Tám mươi hai phần trăm khán giả yêu thích các bạn. Các bạn nhận thêm 3 điểm cộng. Số điểm của ban giám khảo chuyên môn vẫn là số điểm quyết định. Bắt đầu. Phương Thanh 9,5, Minh Nhí 10, Cát Tường 9,5, Hồng Vân 9,5 và Lê Hoàng là 9. Tổng số điểm của ba đội như sau: B-Ben 43,5, Bạch Ben 50,5 và B-Ben Leo Ben là 46. Và chiến thắng ngày hôm nay thuộc về đội Bạch Ben. Chúc mừng các bạn. Như vậy là gala ngày hôm nay chúng ta đã tìm được ba đội xuất sắc hơn những đội xuất sắc trước. Đó là Hoa Mẫu Đơn, Nguyễn Trần Được và Bạch Ben. Một tràng pháo tay dành cho ba đội. Và bây giờ xin mời ban giám khảo, chúng ta sẽ trao giải thưởng cho ba đội ngày hôm nay xuất sắc nhất của gala. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là gala đầu tiên của Bạn Có Thực Tài đã kết thúc. Chúng ta đã tìm ra ba đội xuất sắc nhất. Thưa quý vị và các bạn thân mến, gala đặc biệt tuần sau sẽ tìm ra chủ nhân đặc biệt với giải thưởng 100 triệu đồng. Đó là cuộc thi đấu giữa các nhà vô địch của các tuần hợp lại với nhau. Tôi nghĩ rằng một cuộc thi đấu hết sức là quyết liệt. Mời quý vị theo dõi tuần sau của Bạn Có Thực Tài, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty MQ thực hiện. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.